Bạn Nguyễn Thuận có gửi tới chương trình câu hỏi như sau: Nhà bên cạnh cùng chung bờ rào với nhà em đào cây để xây công trình. À chỗ đó trước có rất là nhiều vong ở trên cây, hiện cây đã bị đào đi rồi, liệu vong có sang nhà em để làm hại hay à, hay là ám vào nhà em không ạ? À? Xin bác trả lời, xin giúp, cảm ơn. Thì ở đây á à khi mà cái vong thường ở những cái cây to hoặc là có những chỗ ấy thì cái vong nó hay trú ngụ. Đấy, cho nên là các người, có nhiều người trước đây những cái đêm giao thừa 30 các mọi người cứ đi ra à, bẻ lọc à, để hái lọc ở các cây. Chúng ta cũng không nên bởi vì những cái cái cây đó à, thường là các cái vong nó hay bám ở đấy. Chúng ta không nên hái những cái lọc, bẻ cái lọc cây mang về. Đó, nó vừa sai về mặt sinh học, nó cũng vừa sai về mặt tâm linh thì những cái cây là có những cái vong mà có nhiều những cái cây ở dọc đường ấy người ta cứ thấy là các vị người ta người thắp hương ở cái cây lâu cái cây to thắp hương mà đến khi sau này rất khó mà có khi 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 phá được những cái, cái cái bát hương ở dọc đường thì khó lắm thì bây giờ cái cây người ta đã chặt rồi thì đương nhiên là cái vong ấy nó không còn chỗ trú ngụ mà không còn chỗ trú ngụ thì nó cũng phân tán nó chạy đi lung tung Giống như là chúng ta thấy là có một cái tổ kiến Bây Giờ chúng ta phá cái tổ rồi thì đương nhiên con kiến nó phải chạy lung tung Và nó tìm những chỗ nào mà nó có hợp duyên với nó để làm tổ sau này à, Chứ nó không phải đứng mãi ở đấy bởi vì cái tổ của nó bị phá đi rồi Thì tổ ong cũng vậy, khi chúng ta phá tổ đi rồi thì nó phải tìm hình thành một cái tổ khác Vậy thì cái phần vong nó trước đây nó ở một cái cái cây rồi Bây giờ cái cây bị phá Tất nhiên là nó cũng sẽ phát tán lung tung à, và cái cách phát tán của nó Tức là nó xem cái chỗ nào khế hợp giống giống với cái việc mà cái tần số nhu cầu của nó thì nó đã sẽ làm. Ví dụ như là nó theo cái tương duyên về nhân quả. Ví dụ như nó ở cái cây trước đây nó ở cây nó làm gì, nó hưởng cái gì thì bây giờ nó đi chỗ khác nó gần giống như vậy để nó làm một cái tổ khác, một cái nhà khác của nó ở. Nếu như nhà mình mà có những cái khế hợp gần giống như vậy hoặc là theo nhân quả mà chúng ta làm những cái điều gì mà mà sai thì cũng nó có thể quay lại nó cũng làm hại đấy vậy thì ở đây tốt nhất là chúng ta thấy là khi cái cây đấy nó bị chặt thì đương nhiên một là cái vong đấy nó sẽ đi theo những cái gỗ hoặc đi theo những người chặt hoặc đi theo những cái à, những cái nhân duyên khác những cây khác để nó ở hoặc là nó có thể phân tán sang cái nhà bên cạnh à, giống như bạn ấy nếu như cái nhà bạn cũng có những cái tần số tâm linh tương hợp với cái tần số của các vong đó. và vậy thì à, chúng ta cũng không thể kết luận một cách vội vàng rằng là nó không hoặc nó có được mà cái theo ở những cái vong đó gọi là nó đang nằm ở cái tần số của cái thế giới ngạ quỷ. về cái ngạ quỷ đấy tùy tùy theo nhân duyên à, về nhân quả của nó khi còn sống thì nó theo cái nhân quả gì thì khi chết nó đang theo cái nhân quả đó. ví dụ như khi còn sống đói khát thì nó thành ngạ quỷ đang quỷ đói hoặc quỷ sân hận tùy theo vậy thì tốt nhất là chúng ta à, khi họ chặt mà nó gần bên cái cạnh đối với chúng ta thì có thể là chúng ta nghĩ là cái đất hàng xóm nhưng mà đối với tâm linh nó chẳng coi cái đất hàng xóm hay đất là gì cả mà cùng cái tần số đấy thì nó vào thôi thì tốt nhất là bạn nên ra đến cái chỗ đó mà tụng kinh à, à, ví dụ như tụng kinh là hồi hướng công đức rồi là vì cái tụng kinh ấy, để cho cái phần vong ấy họ cũng nghe rồi mình làm những điều thiện nguyện à, ví dụ như mình làm điều thiện nguyện à, à, đối với chùa triền, xây dựng chùa triền, này đi xây dựng đường xá làm những điều thiện để cứu đời như thế nào đó mà khi mình làm điều đó thì mình hồi hướng à, thôi các vị có thể mời các vị tôi tụng kinh rồi thế mời các vị đến chùa chỗ này đến đến chỗ chỗ kia để các vị ở thì mình tụng kinh và mình tụng kinh xong mình mời dẫn dắt người ta đi đến một cái chùa nào đó để người ta đến đấy người ta nghe tụng kinh người ta niệm phật để người ta giác ngộ thì tốt hơn cho nên là à, trong cái trường hợp này tốt nhất chúng ta đến chỗ đó à, chúng ta lập đàn được thì càng tốt mà không lập đàn được thì chúng ta cũng đơn giản thôi chúng ta có thể ngồi à, thanh tịnh và chúng ta à, các cái buổi tối chúng ta đến đấy người à, ta tụng kinh rồi mời họ đi đến cái cảnh giới khác và chúng ta bố thí cho họ thứ nhất thì chúng ta cúng không phải cúng bằng những cái đồ giả mà chúng ta phóng sinh ví dụ như ta tụng kinh xong chúng ta mua những con vật ở đấy chúng ta cúng cái phóng sinh và lấy cái công đức phóng sinh hồi hướng cho những cái vong ngạ quỷ đó và mời cái vong ngạ quỷ đấy đến chùa hoặc đến những cái nơi nào đó mà để cho họ trú ngụ để họ tiếp tục nghe kinh thì tự nhiên họ cũng sẽ cảm ứng với cái công đức của mình và họ cũng sẽ không làm hại mình gì cả. có thể họ tạo cái duyên tốt cho mình hoặc là mình làm cái điều gì đó thì họ, đến sau họ phù trợ, người ta gọi là phù hộ cho mình thì cái đấy thì nó tiện hơn. À, thì tôi nghĩ rằng cái bạn cứ làm như vậy hoặc có thể là điều kiện hôm nào đó đến cơ quan cho tôi soi, xem những cái linh hồn ở những cái cây ấy, là ai, làm gì và họ có yêu cầu gì mình không thì tất nhiên là nếu như mình với họ có duyên, có những nhân quả nợ nần nhau thì bạn chẳng à, à, cầu xin thì họ vẫn cứ vào, họ lăn vào, họ đòi nợ. Còn nếu như họ có ân với mình thì họ cũng không nỡ làm hại mình. thì ở đấy có thể chúng ta có thể soi và giao tiếp với cái linh hồn ở đấy được. thì trước khi đi bạn có thể ra đấy, bạn có thể đọc, để bạn khấn mời đi ra đi theo tôi đến đây để à, um, soi xem tâm linh ngoại cảm các vị là ai các vị cần điều gì và chúng tôi có thể giúp đỡ được các vị thì các bạn vị cứ có thể nói thì như vậy chúng tôi sẽ giúp thì như vậy chúng tôi có thể giải thích được các bạn kỹ càng hơn bây giờ các bạn hỏi câu này thì mang cái tính giả sử nhiều hơn coi như mình đặt ra các, à, các cái giả thiết nhiều hơn chứ còn trong thực tế chưa có à, giao tiếp được cái cụ thể xem là đấy có bao nhiêu vong vong ấy gồm những cái vong gì tại sao họ lại trú ngụ tại đấy thì chúng ta chưa có một cái thông tin cụ thể thì giải thích về một cái không có cụ thể thì nó cũng mang tính nhiều tính viển vông chúng ta muốn cái hiện tượng đấy thật hay là giả dạ thì chúng ta phải đến đây để giao lưu Cảm ơn bạn. À, một bạn hỏi là đầu năm các nhà hay cúng giải hạn vậy nên cúng ở chùa đang tập trung hay nên cúng riêng theo gia đình thì sẽ hiệu quả hơn mong chương trình giải đáp hộ vâng cái câu hỏi này của bạn thì cũng là phổ biến nhiều bạn hỏi nhưng các bạn mới chỉ hỏi về cái chỗ cúng ở nhà hay cúng chùa nhưng chúng ta còn quên một điều cái chùa ấy là chùa nào cái chùa là tu hành tránh pháp hay là cái chùa là tà pháp phạm tăng đối với tôi ngày xưa thì tôi cứ coi chùa nào cũng thế hoặc là chúng ta coi cán bộ nào cũng tốt <laughs> nhưng chính vì chúng ta coi cán bộ nào cũng tốt cho nên mới sinh ra tham nhũng bây giờ mới bỏ lò một loạt các một loại cán bộ cao cấp ấy mà bỏ lò có ít đâu công tham nhũng đấy hàng nghìn tỷ cơ tăng cũng vậy thôi. Lúc đầu chúng tôi nghĩ chùa nào gặp ông tăng cũng tốt nhưng suy hết sau khi quan khoảng mấy chục năm qua chúng tôi đi tiếp xúc giao diêu. lưu với cái giới mà tăng ni Phật tử và những vị thì có những bậc minh sư mình đáng kính trọng. Cũng như đi học cũng có những ông thầy rất giỏi. Mình đáng kính trọng tôn sư trọng đạo. Nhưng mà cũng có cái gọi là không xứng đáng là thầy thì nhà giới tu hành cũng vậy, không phải chỉ đạo Phật cũng tất cả các đạo cũng vậy chứ. Chả cứ đạo đạo là cũng có những cái người mà căn cơ thấp kém lọt vào các cái tôn giáo để mà gì? Một là vụ lợi mê tín dị đoan hậm phá cái tôn giáo đó. Có những người là phá giống như là cái bọn địch nó chui vào hàng ngũ ta nó phá. Có người là không phá nhưng mà do sự ngu dốt hoặc là mê tín nó lái theo nó làm cho hỏng về đạo. Thì ở đây bạn nói là vào chùa hay ở nhà Tôi chỉ bổ sung thêm câu này của bạn Về chùa tránh pháp cơ Thế nào là chùa tránh pháp Bản thân cái chùa nó không nói sự tránh pháp được Mà có sư tu hành tránh pháp Khi có sư tu hành tránh pháp Thì ta đến đấy Các vị sư hướng dẫn cho chúng ta Làm theo lời Phật dạy Thì nó được lợi lạc Nhưng nếu như đến một cái chùa Mà sư phạm tăng. Có khi họ để hướng dẫn cho các Phật tử sai theo tinh thần nhà Phật. Vừa rồi có một loạt các số chùa sư lại còn vào lại tham nhũng, không gọi tham nhũng mà là phá giới ở trong. Dù coi đồng đạo vào đấy đánh bạc, rồi là gái hú, rồi là phạm giới sát sinh hút thuốc viện ở trong ấy, giờ công an vừa rồi, rồi bắt một loạt ở Hà Nội hay các tỉnh khác đều có hết thì tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta đến những cái chùa ấy thì càng hại thêm giống như chúng ta đi vào một cái môi trường độc hại càng đến thì chúng ta càng nhiễm bẩn ấy. có gì đâu nhiễm ô ô ở đây là bẩn ấy. thế thì ở đây bạn hỏi là đến chùa hay ở nhà nhưng chúng ta phải đính chính nếu như đến cái chùa tránh pháp có tăng thi hành tránh pháp thì tốt hơn vì có sẽ được các cái thầy à, các nhà tu hành minh sư hướng dẫn cho chúng ta mà khi hướng dẫn chúng ta thì hướng dẫn cho các phần tâm linh gia quyến đi theo chúng ta đều được lợi lạc thì chúng ta đến đó và được gặp được nhiều các cái đồng đạo nữa thì tốt hơn giống như đi học mà có nhiều người cùng đến trường mà thầy thì giỏi người bạn thì tốt thì đến trường tốt hơn chứ nhưng nếu như không gặp được các bậc ấy thì tốt nhất chúng ta học ở nhà Đấy. nếu như gặp được bậc minh sư thì chúng ta đến là tốt tôi không phủ định cái việc đó nhưng nếu không gặp được thì tốt nhất chúng ta tự học cách làm ở nhà là tốt hơn và không nên à, Đức Phật nói là tự ăn mới no nhờ người khác ăn làm sao no được hiện nay ra một số chùa chỉ bị tết thế này, này là mới bắt đầu là ghi la liệt tới sang năm là sao gì sao gì là dâng sao giải hạn để chen chỗ này mỗi người phải đặt bao nhiêu để ông thầy ông cúng sao giải hạn ra đây. đấy, ra chùa hết thì tôi thì theo lúc ngày xưa tôi cũng đi vào cái chùa để chen để cho ông thầy cúng sao giải hạn nhưng về sau mình nghĩ cái trò đấy là trò vô bổ Trả được cái tích sự gì mất tiền mà mình xa đà vào con đường mê tín dị đoan và cầu tha lực tha lực là tiếng hán thôi là đại từ ngôi thứ ba tức là cầu vào cái người khác phù hộ cho mình giúp cho mình gọi là tha lực giống như chúng ta đi vào phòng thi ấy, là phải có một cái ông à, chờ cái bọn bên ngoài nó vứt bài ấy, ném phao vứt bài vào cái người ném phao chính là tha lực đấy tức là giúp mình thì chúng ta đi cầu đi lễ là cầu tha lực là như vậy thì ở đây à, chúng ta nên lưu ý là nếu như mà gặp được người hướng dẫn cho mình mà tiêu trừ nghiệp chướng là cái tốt dài hạn là tiêu trừ nghiệp chướng bậc minh sư hướng dẫn chúng ta là tốt Còn nếu không gặp được các bậc đó thì nợ càng thêm nợ dày càng thêm dày ví dụ như chúng ta đã nghiệp chướng rồi gánh 100 cân rồi đến chỗ đấy gánh thêm 100 cân nữa thì 200 cân hoàn nừng đấy cho nên rằng ở đây tốt nhất đi tìm được đứng minh sư không tìm được tự chúng ta làm thầy cho chính mình cho nên khi chúng ta làm thầy cho chính mình thì trong ngày đạo Phật có cái chữ được vô sư trí vi tôn nên là trí tuệ không cần thầy nữa nếu không cần thầy thì sao chính ta là thầy của mình có sao ông thầy đang nằm ở trong trong mình đấy thì hãy tìm lấy tự nhiên ăn thì no thì cái cách ấy là cách tốt nhất để chúng ta tự giải hạn cho chính mình Nói là như thế đúng không ạ thì ở đây là à, nếu như chúng ta à, không cẩn thận mà như bạn nói là giải hạn ở đây ông thầy hướng dẫn đúng theo lý nhân quả thì đấy là minh sư còn nếu ông thầy nào bày cho chúng ta đi theo cái hướng cầu tha lực nhờ người khác làm tay cho mình thì tôi nói các vị là nhiều khi à, chúng ta về à, có cái 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 cái, cái, cái à, giải hạn không đúng nhân quả thì càng hạn càng dày thêm. đáng ra các bậc minh sư hướng dẫn cho mình giải hạn là gì? Tôi muốn giải hạn năm nay hạn cái gì? À, hạn nếu như mà tâm linh năm ngoái tôi đã sát sinh thì hôm nay tôi phải sám hối và phóng sinh năm ngoái chúng tôi sân hận chặt cái cây chuối phá hoại nhà người ta năm nay sám hối và đền bù lại như vậy thì chúng ta phải lấy cái lý nhân quả để mà giải hạn đấy nhân quả là gồm cái gì ví dụ như chúng ta là à, giận hờn tham sân si thì chúng ta phải lấy gì chúng ta lấy sống lục hòa để hóa giải không có cách nào khác chúng ta sát sinh thì chúng ta phải ngược lại là chúng ta làm thiện nguyện độ chúng sinh gọi là phóng sinh hay là à, chúng ta à, đã chót um, phá đình phá chùa thì bây giờ chúng ta phải làm lại thôi đền bù thôi không có cách nào khác được hay là chúng ta năm ngoái trộm cướp thì năm nay chúng ta phải trả nợ trả lại người ta hay năm ngoái chúng ta buôn ma túy thì bây giờ chúng ta ngừng buôn và chúng ta phải giúp đỡ và cải tà của chính chứ bây giờ bây giờ mình cứ đi buôn ma túy cứ đi trộm cắp xong là mình cứ đi đến chùa giải hạn thì giải kiểu gì thì cái trò đấy là cái trò mê tín dị đoan hầu như hiện nay các một số chùa không giảng giải cách giải hạn như thế nào chỉ cái gì cũng cứ ăn trộm ăn cắp năm ngoái ăn trộm ăn cắp năm nay muốn không bị công an bắt rồi là đi buôn ma túy cũng chót lọt rồi là đi À, trộm cắp gì cũng không bị chủ nó bắt. Vân vân, tất cả cái trò gian lận của chúng ta, sau này chúng ta đến chùa nhờ ông thầy giải hạn thì là phi nhân quả. Vậy thì cách giải hạn tốt nhất mà những bậc minh sư hướng dẫn chúng ta là chúng ta làm chót cái gì sai thì chúng ta phải dùng đối nghịch với cái đấy để giải hạn. Đấy, chúng ta là sân si lên thì bây giờ chúng ta phải lục hòa. Chúng ta tham đắm thì bây giờ chúng ta giải hạn cái tính tham ấy bằng cách gì? Thì xả Hỉ xả Chúng ta ngu si bây giờ giải hạn cái ngu gì? Bằng trí tuệ sáng suốt Toàn bộ cái đấy đối với Đạo Phật là người ta gọi là Đạo Phật có 8 vạn 4 nghìn pháp môn nó là như vậy Pháp môn là cái gì? Chẳng qua là bài thuốc thôi Tức là chúng sinh có 8 vạn 4 nghìn loại bệnh Thì đối với Đạo Phật là bệnh nào thuốc ấy thì khi chúng sinh có 8 vạn 4 nghìn loại bệnh thì có 8 vạn 4 nghìn bài thuốc và bài thuốc đấy người ta gọi là pháp môn vậy thì giải hạn là dựa vào cái nguyên nhân tức là đang bệnh gì thì chúng ta đem ra cái bài thuốc đó để đối trọng lại cái việc đó thì gọi là giải hạn và giải hạn đấy gặp được minh sư phân tích rõ cho chúng ta cái nguyên nhân bệnh là gì thì chúng ta đối trọng lại là cái tốt nhất còn nếu không gặp được minh sư tự chúng ta phải học hỏi Tự chúng ta phải tìm kiếm Và tự chúng ta phải giác ngộ xem Là trong quá khứ mình làm những cái gì đấy Mà nó gây ra nghiệp chướng Bây giờ mình phải làm ngược lại Đấy là giải hạn theo tâm linh Còn nếu chúng ta không tin điều đó Chúng đưa cái tờ sớ từ nọ kia nhờ ông thầy này bà kia cúng beng ben beng beng cho chúng ta Thì tiền mất tật nát thôi Không giải quyết được cái gì Tôi đảm bảo các vị là không giải quyết được cái gì cả Đấy, mà không những thế chúng ta càng ngày càng chìm đắm chúng ta ngập sâu vào cái nợ nần ngập sâu vào cái nhân quả. Đấy, cảm ơn bạn. Bạn Nguyễn Thuận có gửi tới chương trình câu hỏi như sau nhà bên cạnh cùng chung bờ rào với nhà em đào cây để xây công trình à, chỗ đó trước có rất là nhiều vong ở trên cây hiện cây đã bị đào đi rồi liệu vong có sang nhà em để làm hại hay à, hay là ám vào nhà em không ạ? À? Xin bác trả lời, xin giúp cảm ơn. Thì ở đây khi à, mà cái vong thường ở những cái cây to hoặc là có những chỗ ấy thì cái vong nó hay trú ngụ Đấy cho nên là các người Có nhiều người trước đây Những cái đêm giao thừa 30 Các mọi người cứ đi ra à, Bẻ lọc à, để hái lọc ở các cây Chúng ta cũng không nên bởi vì Những cái cái cây đó à, Thường là các cái vong nó hay bám ở đấy Chúng ta không nên hái những cái lọc Bẻ cái lọc cây mang về nó, nó vừa sai về mặt sinh học Nó cũng vừa sai về mặt tâm linh Thì những cái cây là có những cái vong mà có nhiều những cái cây ở dọc đường ấy người ta cứ thấy là các vị người ta người thắp hương ở cái cây lâu cái cây to thắp hương mà đến khi sau này rất khó mà có khi 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 phá được những cái cái, cái cái bát hương ở dọc đường thì khó lắm thế bây giờ cái cây người ta đã chặt rồi thì đương nhiên là cái vong ấy nó không còn chỗ trú ngụ mà không còn chỗ trú ngụ thì nó cũng phân tán nó chạy đi lung tung Giống như là chúng ta thấy là có một cái tổ kiến Giờ chúng ta phá cái tổ rồi thì đương nhiên con kiến nó phải chạy lung tung Và nó tìm những chỗ nào mà nó có hợp duyên với nó để làm tổ sau này à, Chứ nó không phải đứng mãi ở đấy bởi vì cái tổ của nó bị phá thế rồi Thì tổ ong cũng vậy khi chúng ta phá tổ thế rồi thì nó phải tìm hình thành một cái tổ khác Vậy thì cái vần vong nó trước đây nó ở một cái, cái cây rồi bây giờ cái cây bị phá Tất nhiên là nó cũng sẽ phát tán lung tung à, Và cái cách phát tán của nó tức là nó xem cái chỗ nào khế hợp giống giống với cái việc mà cái tần số nhu cầu của nó thì nó đã sẽ làm ví dụ như là nó theo cái tương duyên về nhân quả ví dụ như nó ở cái cây trước đây nó ở cây nó làm gì nó hưởng cái gì thì bây giờ nó đi chỗ khác nó gần giống như vậy để nó làm một cái tổ khác một cái nhà khác của nó ở nếu như nhà mình mà có những cái khế hợp gần giống như vậy hoặc là theo nhân quả mà chúng ta làm những cái điều gì mà mà sai thì cũng nó có thể quay lại nó cũng làm hại đấy. Vậy thì ở đây tốt nhất là chúng ta thấy là khi cái cây đấy nó bị chặt thì đương nhiên một là coi vong đấy nó sẽ đi theo những cái gỗ hoặc đi theo những người chặt hoặc đi theo những cái à, những cái nhân duyên khác những cây khác để nó ở hoặc là cũng nó có thể phân tán sang cái nhà bên cạnh à, giống như bạn ấy nếu như cái nhà bạn cũng có những cái tần số tâm linh tương hợp với cái tần số của các vong đó. Và vậy thì à, chúng ta cũng không thể kết luận một cách vội vàng rằng là nó không hoặc nó có được mà cái theo ở những cái vong đó gọi là nó đang nằm ở cái tần số của cái thế giới ngạ quỷ. Về cái ngạ quỷ đấy tùy tùy theo nhân duyên à, về nhân quả của nó khi còn sống thì nó theo cái nhân quả gì thì khi chết nó đang theo cái nhân quả đó. Ví dụ như khi còn sống đói khát thì nó thành ngạ quỷ. Đang quỷ đói, hoặc quỷ sân hận Tùy theo, vậy thì tốt nhất Là chúng ta à, khi họ chặt Mà nó gần bên cái cạnh Đối với chúng ta thì có thể là chúng ta nghĩ là Cái đất hàng xóm, nhưng mà đối với tâm linh Nó chẳng coi cái đất hàng xóm hay đất là gì cả Mà cùng cái tần số đấy thì nó vào thôi Thì tốt nhất là bạn nên Ra đến cái chỗ đó Mà tụng kinh à, à, Ví dụ như tụng kinh là hồi hướng công đức Rồi là vì cái tụng kinh ấy, Để cho cái phần vong ấy Họ cũng nghe rồi mình làm những điều thiện nguyện à, ví dụ như mình làm điều thiện nguyện à, à, đối với chùa triền xây dựng chùa triền này đi xây dựng đường xá làm những điều thiện để cứu đời như thế nào đó mà khi mình làm điều đó thì mình hồi hướng à, thôi các vị có thể mời các vị tôi tụng kinh rồi thế mời các vị đến chùa chỗ này đến, đến chỗ, chỗ kia để các vị ở thì mình tụng kinh và mình tụng kinh xong mình mời dẫn dắt người ta đi đến một cái chùa nào đó để người ta đến đấy người ta nghe tụng kinh người ta niệm phật để người ta giác ngộ thì tốt hơn cho nên là à, trong cái trường hợp này tốt nhất chúng ta đến chỗ đó à, chúng ta lập đàn được thì càng tốt mà không lập đàn được thì chúng ta cũng đơn giản thôi chúng ta có thể ngồi à, thanh tịnh và chúng ta à, các cái buổi tối chúng ta đến đấy à, ta tụng kinh mời họ đi đến cái cảnh giới khác và chúng ta bố thí cho họ thứ nhất thì chúng ta cúng không phải cúng bằng những cái đồ giả mà chúng ta phóng sinh ví dụ như ta tụng kinh xong chúng ta mua những con vật ở đấy chúng ta cúng cái phóng sinh và lấy cái công đức phóng sinh cái hồi hướng cho những cái vong ngạ quỷ đó và mời cái vong ngạ quỷ đấy đến chùa hoặc đến những cái nơi nào đó mà để cho họ trú ngụ để họ tiếp tục nghe kinh thì tự nhiên họ cũng sẽ cảm ứng với cái công đức của mình và họ cũng sẽ không mà làm hại mình gì cả họ có thể họ tạo cái duyên tốt cho mình hoặc là mình làm cái điều gì đó thì họ đến sao họ phù trợ người ta gọi là phù hộ cho mình thì cái đấy thì nó tiện hơn à, thì tôi nghĩ rằng cái bạn cứ làm như vậy hoặc có thể là điều kiện hôm nào đó đến cơ quan chúng tôi soi xem là cái linh hồn ở những cái cây ấy, là ai làm gì và họ có yêu cầu gì mình không thì tất nhiên là nếu như mình với họ có duyên có những nhân quả nợ nần nhau thì bạn chẳng à, à, cầu xin thì họ vẫn cứ vào họ lan họ đòi nợ còn nếu như họ có ân với mình thì họ cũng không nỡ làm hại mình thì ở đấy có thể chúng ta có thể soi và giao tiếp với các linh hồn ở đấy được thì trước khi đi bạn có thể ra đấy bạn có thể đọc để bạn khấn để mời đi ra đi theo tôi đến đây để à, um, soi xem tâm linh cho ngoại cảm các vị là ai các vị cần điều gì và chúng tôi có thể giúp đỡ được các vị thì các bạn vị cứ thể nói thì như vậy chúng tôi sẽ giúp thì như vậy chúng tôi có thể giải thích được các bạn kỹ càng hơn bây giờ các bạn hỏi câu này thì mang cái tính giả sử nhiều hơn coi như mình đặt ra các à, các cái giả thiết nhiều hơn chứ còn trong thực tế chưa có à, giao tiếp được cái cụ thể xem là đấy có bao nhiêu vong vong ấy gồm những cái vong gì tại sao họ lại trú ngụ tại đấy thì chúng ta chưa có một cái thông tin cụ thể thì giải thích về một cái không có cụ thể thì nó cũng mang tính nhiều tính viển vông. Chúng ta muốn cái hiện tượng đấy thật hay là giả thì chúng ta phải đến đây để giao lưu. Cảm ơn